Kính chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội cùng với những tin tức quốc tế mới nhất đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những thông tin chính có trong ngày hôm nay. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 20 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, gần đây thời tiết bất thường ở Trung Quốc thường xuyên xảy ra. Nhiều tỉnh ở lưu vực sông Dương Tử bị hạn hán và thiếu nước. Tình trạng thiếu nước ở Tứ Xuyên cũng dẫn đến tình trạng thiếu điện nghiêm trọng. Một cơn bão mới đã được tạo ra ở Thái Bình Dương. Sáng ngày 20 tháng 9, Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc liên tiếp đưa cảnh báo màu xanh về mưa lớn và cảnh báo màu vàng về nhiệt độ cao như ở Giang Tây, Hồ Nam và những nơi khác có thể lên tới 40 độ C. Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc đã đưa ra dự báo thời tiết vào lúc 6 giờ sáng ngày 20 tháng 9, cảnh báo mưa lớn, có mưa to hoặc mưa rất to ở Nam Sơn Đông, Trung và Bắc Giang Tô và những nơi khác. Trong số đó đã có mưa bão lớn với lượng mưa từ 100 đến 190mm ở các khu vực Đông Nam, Thiểm Tây, Đông Bắc, lưu vực Tứ Xuyên và Tây Bắc, Trùng Khánh. Dự báo sẽ kèm theo mưa lớn trong thời gian ngắn. Lượng mưa tối đa hàng giờ từ 50 đến 70mm, cục bộ có thể lên trên 90mm và sẽ xuất hiện mây đối lưu mạnh như dông và gió mạnh. Đài quan sát khí tượng Trung ương của Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo màu xanh lam về mưa lớn. Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc cũng đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao màu vàng. Trung và Bắc Quảng Đông và hầu hết Quảng Tây sẽ bị ảnh hưởng có nhiệt độ cao từ 35 đến 39 độ C trên mặt đất. Trong số đó, các khu vực cục bộ ở miền Trung và Nam Hồ Nam, miền Trung và Nam Giang Tây và những nơi khác có thể lên tới trên 40 độ C. Đài quan sát khí tượng Trung ương của Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao màu vàng. Theo trang web Cục Khí tượng Trung ương của Đài Loan, cơn bão số 11 năm nay được xếp vào loại bão nhẹ vào sáng sớm ngày 20 tháng 9. Vị trí tâm của Xuân Lạn vào lúc 2 giờ ngày 20 tháng 9 ở 27,0 độ Vĩ Bắc và 146,7 độ Kinh Đông với tốc độ 22 km/h hướng Tây Bắc, áp suất trung tâm là 998 HPA, tốc độ gió cực đại gần tâm là 20 m/s. Sức gió cực đại tức thời là 28 m/s và bán kính của gió bão cấp 7 là 100 km. Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc dự báo bão số 11 di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 25 đến 30 km/h. Cường độ mạnh dần, nhưng 3 ngày tới sẽ không ảnh hưởng đến vùng biển Trung Quốc. Thưa quý vị, dân làng ở Jumadian, Hà Nam bị bão lũ bao vây trong hơn 10 ngày mà không có thức ăn. Phóng viên đã báo cáo rằng làng của tôi đang bị bao vây bởi dòng nước xoáy. Sáng ngày 19 tháng 9, dân làng từ nhóm làng Gutushian của làng Gaowengu, thị trấn Jugu, huyện Khuê San đã gọi điện cho phóng viên. Nhóm dân làng nằm dưới chân núi Gutu có hơn chục hộ gia đình, phía trước làng được bao bọc bởi sông Gutu. Sáng ngày 19 tháng 9, phóng viên đã đến với ngôi làng nhỏ miền núi này với nhiều khó khăn khi vượt qua núi Gutu. Cầu Ma Sui trên sông đã bị lũ cuốn trôi, dân làng không thể lái xe ba bánh ra khỏi núi để làm mì. Nhiều túi mì của người dân đã cạn sạch. Theo báo cáo, hơn 10 ngày trước, sau một trận mưa lớn, đã xảy ra một trận lũ quét và phá hủy cầu Ma Sui. Trong nhiều ngày qua, lũ quét không giảm đáng kể và sông Gutu mực nước dâng rất cao. Lũ bao vây tứ phía, bị bao vây bởi những cơn lốc núi. Cheng Jiwan, một cư dân trên núi nói, đất ở làng tôi đều là núi ở bên kia sông. Khi nào trời nắng, khi nào lũ quét trên sông Gutu sẽ giảm đáng kể. Phóng viên đã liên hệ với Đài quan sát khí tượng hạt Khuê San và Đài quan sát khí tượng Jumadian. Buổi trưa hôm đó, Cục Khí tượng đưa ra câu trả lời rõ ràng. Lượng mưa lớn ở khu vực sông Gutu đã đi qua, hai ngày nữa lũ quét ở sông Gutu sẽ giảm đáng kể. Sau khi phóng viên kịp thời thông báo cho người dân miền núi thông tin này, những người dân miền núi đã lộ ra nụ cười rạng rỡ. Người dân miền núi cho biết, sau trận lũ quét, gia đình nào cũng đóng góp xây dựng lại một cây cầu bê tông vượt lũ. Động đất ở Hai Trang. Thưa quý vị, trận động đất Hai Trang là một trận động đất lớn xảy ra ở Hai Trang, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc vào ngày 18 tháng 9 vừa qua. Vào lúc 19 giờ 36 phút, một trận động đất mạnh với cường độ 7,3 độ Richter đã xảy ra tại khu vực huyện Hà Thành và Anh Khẩu.
do các nhà khoa học Trung Quốc dự đoán chính xác về trận động đất và đưa ra các dự báo ngắn hạn kịp thời, đã có 18.308 người thương vong trong khu vực, chỉ chiếm 0,22% tổng dân số, trong đó có 1.328 người bị chết, chiếm 0,02% tổng dân số, 4.292 người bị thương nặng, 12.688 người bị thương nhẹ, chiếm 0,2% tổng số người bị thương nhẹ. Đây là lần duy nhất trong lịch sử loài người có một trận động đất được dự đoán chính xác. Trận động đất ở Hai Trang là trận động đất lớn nhất từng được ghi nhận trong khu vực. Khi động đất chiếu vào mặt đất ầm ầm, 90% người dân trong khu vực động đất đã nhìn thấy hiện tượng phát sáng ở độ cao thấp. Màu ánh sáng và hình ảnh ánh sáng nhìn xa và gần không giống nhau. Ở gần có thể thấy các dải sáng trắng dài, ở xa có thể thấy các tia chớp đỏ, vàng, lam, trắng, tím. Ngoài ra, người ta còn thấy ánh sáng trắng xanh phát ra trực tiếp từ khe nứt trên mặt đất, cũng như những quả cầu ánh sáng hồng ló ra từ các lỗ thông hơi trong lòng đất. Ở Hai Trang, Jingku và Panjin, người ta thường nghe thấy những âm thanh giống như tiếng sấm bị bóp nghẹt. Tâm chấn của trận động đất có diện tích 760 km2, hầu hết các ngôi nhà và các tòa nhà khác nhau trong khu vực bị lật đổ và phá hủy, đường sắt bị bẻ cong một phần, cầu bị hư hỏng, các vết nứt, hố sụt, cát và nước xuất hiện trên mặt đất và hầu như tất cả các ống khói đều bị phá hủy. Trận động đất được cảm nhận trên một phạm vi rộng, từ Nanjiang và Mudanjiang ở tỉnh Hắc Long Giang ở phía Bắc, Sukian ở tỉnh Giang Tô ở phía Nam, thị trấn Yuan ở khu tự trị Nội Mông và phía Tây và phía Đông đã vượt ra ngoài biên giới với Triều Tiên với bán kính 1.000 km. Trận động đất xảy ra ở miền Trung và miền Nam của bán đảo Liêu Đông có nền kinh tế phát triển và đông dân cư. Trong khu vực cường độ động đất 7,0 độ Richter có 3 thành phố lớn là An Sơn, Anh Khẩu và Liêu Dương. Với dân số 1,678 triệu người, còn có 11 quận như Hà Thành, Anh Khẩu và Pan San với dân số 6,67 triệu. Tổng dân số là 8,348 triệu người, trong đó dân số đô thị chiếm 20%. Mật độ dân số trung bình khoảng 1.000 người 1 km2. Tỉnh Liêu Ninh là một trong những cơ sở công nghiệp của Trung Quốc và tổng giá trị sản lượng của ngành công nghiệp nặng đứng đầu cả nước. Khu liên hợp gang thép ở thành phố An Sơn được mệnh danh là thủ phủ thép của cả nước. Khu vực này có giao thông thuận tiện, mạng lưới đường cao tốc và đường sắt dày đặc là đầu mối giao thông quan trọng của vùng Đông Bắc Trung Quốc. Ngoài ra còn có một hồ chứa lớn và 109 hồ chứa vừa và nhỏ. Do trận động đất xảy ra ở khu vực đông dân cư và công nghiệp hóa nên nó đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho các cơ sở và công trình trên mặt đất. Thiệt hại do trận động đất gây ra rất phức tạp và đa dạng. Theo thống kê, sau trận động đất đã gây ra thiệt hại cho các tòa nhà khác nhau trong thị trấn, chiếm 12,8% tổng diện tích ban đầu và thiệt hại cho các cơ sở công cộng còn nghiêm trọng hơn. Trong đó, gần 30.000 mét đường giao thông bị phá hủy, hơn 160.000 mét đường ống cấp thoát nước, hơn 1 triệu mét đường cấp điện, hơn 450.000 mét đường dây thông tin liên lạc, hơn 400 ống khói lớn nhỏ, mất nhiều thiết bị công nghiệp và tư liệu sản xuất. Khu vực nông thôn bị phá hủy 27,1% diện tích ban đầu, 38 km đường bị phá hủy, hơn 2.000 cây cầu bị cắt loại, hơn 700 công trình thủy lợi, hơn 800 km của các con đập và hơn 180 công đất nông nghiệp bị bao phủ bởi nạn phun cát hàng km vuông, do đó vật tư và thiết bị sản xuất cũng bị thiệt hại lớn. Về thiệt hại kinh tế, trong toàn bộ khu vực động đất, 5 triệu mét vuông nhà ở đô thị bị hư hại, 1,65 triệu mét vuông cơ sở công cộng đô thị bị hư hại, 17,4 triệu mét vuông nhà ở nông thôn bị thiệt hại, 2.937 giao thông đô thị và nông thôn và nước tại các cơ sở bảo quản bị hư hại. Tổng cộng thiệt hại là 810 triệu nhân dân tệ. Thiệt hại do động đất ở khu vực thành thị và khu công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn hơn. So sánh hai bên thì khu vực thành thị chiếm 61% tổng thiệt hại và khu vực nông thôn chiếm 39%. Vì trận động đất xảy ra vào mùa đông khắc nghiệt của tháng 12 âm lịch, nên sau trận động đất, thảm họa đóng băng thứ cấp và hỏa hoạn rất nghiêm trọng. Theo thống kê, có tổng cộng 8.271 người thiệt mạng hoặc bị thương trong thảm họa băng giá, trong đó có 372 người chết vì ngạt thở và 6.578 người bị chết cóng. Thương vong do thảm họa thứ cấp nêu trên chiếm 32% tổng số thương vong. Một tỷ lệ khá đáng kinh ngạc là một bài học đáng ghi nhớ. Ngay sau trận động đất ở Hai Trang, chính quyền tỉnh Liêu Ninh đã thành lập trụ sở cứu trợ động đất của tỉnh tại huyện Hai Trang trong đêm, với các văn phòng, y tế và chăm sóc sức khỏe, cung cấp vật tư, bảo trì khẩn cấp, an ninh công cộng, dự báo động đất và các cơ quan khác để chỉ huy và thực hiện ngay việc cứu trợ thiên tai và tìm các biện pháp đối phó.
sau trận động đất dưới sự lãnh đạo của chính quyền các cấp, nhân dân vùng bị thiên tai đã nêu cao tinh thần tự lực tự cường, nhanh chóng khôi phục sản xuất, xây dựng lại nhà cửa. Khi tiếp tục sản xuất, nhà nước và tỉnh đã đầu tư 1,03 tỷ nhân dân tệ và khu vực động đất đã tự huy động được 250 triệu nhân dân tệ. Về xây dựng lại nhà cửa, tổng số 8,57 triệu mét vuông nhà ở đã được xây dựng ở nông thôn, 3,55 triệu mét vuông nhà ở và 110.000 mét vuông công trình công cộng đã được xây dựng. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.